Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu tiên thôi. Hai con... Rồi, đánh được Crack và... Crack và Yamoto. Vâng, bên kia game thủ cam quýt trận vừa rồi là một trận mà họ ra cung R rất đều, và bên kia là cầm con cung R Acidia bắn rất sát vào con cung A của quýt. Nếu mà con cung R khác thì chắc chắn quýt sẽ giành chiến thắng, bởi vì dí lên cái turn cung A đầu tiên của chúng ta là rất đông. Đây, chúng ta cùng trở lại với trận đấu thôi. Trận đấu này thì bên kia quân đang là một dây quân bài rất đẹp dành cho cam quýt, toàn cầm những quân tuyển thôi. Quýt đang đưa cái bầy hươu đầu của mình về, bầy hươu như là 6 con. Vâng, thời điểm này thì chắc chắn là đang phải đánh thông đến chiều rồi. Đánh thông đến chiều rồi, bởi vì bây giờ cũng đã là 12 rưỡi rồi. Sẽ là rất mệt rồi cho Quýt. Quýt đã đưa được cái bầy hươu 5 con của mình về với nhà chính. Vẫn đang tiếp tục đi dò. Đây, đằng bên này, góc bên tay trái này, Quýt đã dò ra thêm cho mình được đôi voi. Xin thêm một bãi quả phụ nữa nào. Bên kia là Chip Boy cầm ạ. Vâng, những cái bài mà mình đẹp thì chắc chắn bên kia cũng đẹp rồi mới giành chiến thắng được. Không thì làm sao mà có thể giành chiến thắng mà bên kia là Chip Boy không phải là một tay vừa. Tân Jacob toàn những bài mà cầm cung và đánh cung thủ phù thôi. Vẫn đang thiếu thêm một đồ ăn nữa. Một đồ ăn nữa thôi. Ở đây rồi. Thêm hai con voi dành cho Quýt. Rồi rồi. Ở đây sẽ là một bàn mà Quýt sẽ câu hai voi. Tiết kiệm những con đồng dân đỡ phải đi lại. Quýt. Vâng, rất nhiều em đọc trên cung trang có huấn luyện viên online bảo đấng giáp cho cung A nó tư hình quá. Nào, bắt đầu dắt hai con voi này về. Nào, dắt tay nhau về với nhà chính của Quýt nào. Rồi, một con voi sẽ nằm xuống đây thôi. Đây rồi, nằm lại rồi. Xa một chút nhưng mà không sao. Tưởng nó còn đi đâu nữa cơ. Con xe dò này, bây giờ nhiệm vụ của nó sẽ là đi dò nhà của game thủ Chip Boy. Một bài kích ở đầu 10 dành cho Quýt với 24 nông dân. 10-09. Cầm Crack này.
Nhà của Chip Boy không biết đâu đây, cái màu 7 rất khó nhìn cái con xe giò này. Đi phải canh cái con xe giò nữa. Và Quýt đang muốn nâng cho mình cái đào vàng. Nhờ chờ kích được. Vâng, bên này thì Cam Quýt đã gặp nhà của game thủ Chip Boy rồi. Chip Boy đánh thẳng cùng A. Vẻ như Chip Boy đang muốn một bài đánh cùng A thủ phù. Thiếu này, biết cái con xe giò kia sao lại mất dấu ở trên 12 giờ. Đây, nhà của Chip Boy rất khủng trận thiếu này luôn. Chip Boy bắt đầu thu dần những con nông dân về với nhà chính của mình. Đây là một nhà BP, rất gần nhà A của Chip Boy. Tăng luôn cho mình cái bánh xe. Bên ngoài thì Chip Boy vẫn đang có thêm một con nông dân nữa bên ngoài này. Con nông dân. Sau đây chắc chắn sẽ là tiếp tục là những nhà P dành cho Cam Quýt. Một bài nhà rất khung dành cho Chip Boy. Đánh thẳng không à, và lên đời họ cũng không lên đời muộn hơn chúng ta bao nhiêu đâu. Cũng là một bài mà như game thủ Chip Boy kích ở 10. Chip Boy không để ý nào. Đang đợi đôi ăn được một con tê, sẽ bắn vào cái bái vàng kia. Bái vàng của họ là bái vàng sát bên ngoài thôi. Biết là bên trong kia họ có thủ phù không đây? Để cho Chip Boy. Chip Boy đã có cho mình, như có cho mình chiếc bánh xe rồi sao? Con nông dân đang di chuyển. Vâng, thủ phù dành cho Chip Boy luôn. Đúng là một bài thủ phù. Không dám manh động vào đây. Chip Boy cũng không dám, Cam Quýt không dám vào nhà Chip Boy. Thế sẽ cho hai phù dành cho Chip Boy. Bút mắt con phù này là không để ý dành cho chúng ta ăn con phù này cười thôi. Ăn được một con phù ra cho game thủ Cam Quýt. Ở ngoài đây chúng ta có ba nhà phù rồi. Ăn tiếp được một con phù kia con tê mà ăn được con phù kia là tươi luôn. Và bị mất con tê. Sau đây thì chúng ta sẽ đem con phù lên và phù lại. Bên kia thì Chip Boy chưa có bánh xe mình đâu. Một bài mình ép tròn đồ nên là bây giờ Chip Boy đang về nhà và hơn cho mình rất nhiều ruộng. Bốn nhà phù dành cho game thủ Cam Quýt rồi. Bốn nhà phù, bên kia họ cũng đã lên xong cùng à hai áo. Nào, không được nào. Tham lai của Quýt là 34. Đang cắt thêm những con nông dân ra đây để ăn, thiết kế ăn cái bái vàng này của mình. Tiếp tục là những con phù. Đã xây cho mình được 4 phù rồi. Phù bên trong kìa. Đã đen đi rồi. Cam Quýt đang rất nhanh tay và đen đi. Nhà của nó rất khủng tận thiếu này. Sẽ phù lại những con phù A. Nào phù đã. Ở đây có khoảng tầm 8 con phù A rồi. Mà phù được hết cái đám này thì được hai con rồi. Xin tiếp tục nào. Vấy tiếp. Cố vấy đây. Về nào được. Xin thêm hai con không à nữa, chúng ta ra thêm một con phù sẽ phù lại. Từ từ thôi. Đây thêm hai con phù nữa. Phù được rồi, vấy là được. Rồi tươi, xin một con nữa nào. Ở đây chúng ta có rất nhiều phù ở đây. Mà tên này mà phù đỏ là tươi. Ở nhà thì Cam Quýt vẫn đang ra cho mình những chiếc ruộng. Tham lai là 40 rồi. Đang ăn cho mình 3 bái vàng cơ. Đang công phù lên đây. Ủa, phải rất cẩn thận đây này, họ đang công lên đây. Hai con phù và tầm 5-6 con không à thôi. Phù lại luôn. Có những con phù đây. Ở đây chúng ta xin xây ra, đang xin ra được thêm 3 con phù nữa. Phù đỏ tên này là chắc chắn sẽ được. Ông vẩy cái gì thế? Vẩy ạ. Vẩy anh. Sắp hồi mana rồi và đang dồn cung A lên đây là rất đều dành cho game thủ Chip Boy. Đã bị vẩy e tên này. Vẩy e những con phù, nếu mà gặp những cái móng e thì không biết làm nào cả. Và Chip Boy đang đem những con nông dân ra đây
để xây luôn cái mặt cản hướng cái nhà cường đi phù của cái thủ cam quýt. Giờ thì họ đang ra nhà được BA, còn cam quýt thì đang cố phù lại. Trong đây thì còn 8 con cung A dành cho chiếc voi thôi, không phải giữ được những con cù nữa. Còn bên kia thì họ đang ra được rất nhiều A dành cho những chiếc voi. Tiếp tục bị mấy Aether này. Nào cù tiếp nào, vấy tiếp. Gọi nào, vì hai con sử dụng cái con thủ kia. Cái việc mà nó phù nó cổ mất cái con phù của chúng ta. Phù được không? Được hai luôn, hai con. Được luôn hai con, ba con. Rồi, tên này phù tiếp được một con nữa nào. Là phù đang ra rất đều. Lượng thực và lượng gỗ chúng đang rất nhiều, nhưng mà cảm quyết vẫn không có tay khi đang điều chỉnh những con phù của mình. Những con phù đang rất mất tay. Và đang bị đầy trồ nhà luôn, nhà B B của mình rồi. Và bên này thì chúng ta là khắm lọ đang vô con phù của chúng ta. Tham lại một quyết còn 49 thôi. Lượng vàng chúng ta là rất nhiều, nhưng mà là bây giờ đang bị nây trồ với nhà A, nhà bên B. Không xin được kia nữa, bên kia chắc chắn bị cam quýt bút mắt. Nhiều cục chip bòi một mắt. Quýt đang bị mít một tuần này. Lượng vàng quýt đang có cho mình là hơn 1.000, gần 4.000 vàng rồi. Rất khoai trận thi đấu này. Nhưng mà bên kia họ đã đốt hết cái nhà BP của chúng ta đi công. Tham lại của quýt vẫn đang là con số 64, và đây là game thủ chip boy đang công lên đây bởi một kích cung A. Cung A Yamoto. Ăn xong cái bái vàng này rồi, không biết là có thêm một bái vàng nào không để quýt ăn. Vâng, rất chủ động dành cho game thủ chip boy khi mà lên giáp 4 cho những con cung A. Đã ăn hết cái hai cái bái vàng bên nhà của mình. Quýt đang muốn bắt những con cung A đi đằng sau. Đang rất cần thêm một bái vàng nữa để chơi. Chưa thấy cái gì cả. Nhà của chúng tôi cũng là rất cùng, nhưng mà chúng ta còn muốn có một tuần mà đổi nhà thì chúng tôi rất chủ động. Mình rất nhanh cái hai e này cho chip boy. Vâng, trận thiếu hơi khó rồi, một bài mà chỉ coi nhà khủng. Và chúng ta cũng, họ cũng không lên muộn được chúng ta bao nhiêu đâu. Cam quýt trận thi đấu này đã ép mắc đồ và lên 10-09 sớm rồi. Rồi bên kia chip boy cũng là một bài kích trong 10. Nhà rất khung, họ đánh cung thủ phù luôn.
Dồn vàng thì dồn hết về nhà chị boy rồi, ba bãi vàng cạnh chị boy. Chúng ta cũng đến với trận đấu thi đấu thứ hai thôi, EA và Babylon. Rồi trận thi đấu này quân chúng ta có vẻ tươi tươi rồi, không còn những cầm Greg cho son nữa. Tất cả mong em thông cảm cái chân cắm mic này hơi lỏng một chút nên là nó hơi bị dè. Cảm quýt cũng đã thấy cái bầy hươu đầu của mình rồi. Sau đây cũng sẽ đưa cái bầy hươu đầu của mình về nhanh thôi. Thì bái quả của cảm quýt hơi róc rách một tí mà ăn vẫn được thôi. Đây là những con dân Yamato đi nhanh hơn những con dân bình thường. Sẽ khắc phục lại. All of us. Vâng anh ơi, cái mic này thì hơi bị lỏng một chút nên rất mong anh thông cảm cái cây này. Kèo đấu sáng hôm nay có nhiều kèo quá. Nên là cái rắc mic nó hơi lỏng một chút nên là rất mong anh em thông cảm thôi. Đây Quýt đã đưa cái bầy hươu 4 của mình về rồi. Bầy hươu 5 con nhưng mà một con thì ở sát mép bản đồ. Nhà cái thế nhà này có vẻ rất khung để cho Quýt luôn. Mà tôi cần đồ ăn thôi. Đồ ăn trong trận thiếu này. Bên kia thì kìa Chip Boy cầm Babylon. Mong là hướng này, hướng lên trên này có bái quả và những con voi dành cho Quýt. Đã lụ lượng tài nguyên để thiết kế chiếc S đầu rồi. Vâng anh em, rất mong anh em tiếp tục like và chia sẻ để ủng hộ cho game thủ Cam Quýt. Một bài mà Cam Quýt thì như đang rất là thiếu đồ. Một con voi đang đưa những con dân nông dân ra đây để ăn kèm bầy hươu này. Một bầy hươu 4 con thôi. Những con voi thì lẻ tẻ mỗi con một chỗ. Đây rồi, có thêm một bầy hươu nữa cho Cam Quýt. Và cạnh đó là một con voi. Đồ ăn của Cam Quýt trận thiếu này là rất xa nhà chính của mình luôn. Rất xa. Nhà là khung nhưng mà đồ ăn là rất xa. Không biết là nhà của game thủ Chip Boy đâu. Chưa thấy gì cả. Một bài khung nhưng mà đồ ăn thì rất xa. Bài như bài bài Chip Boy như ở giữa góc 6 giờ rồi. Vừa thấy con xe giò nó di chuyển đây. Khoảng tầm 7 giờ dành cho Chip Boy, nhà của Chip Boy. Bài đồ ăn có thể nói là rất xa nhưng mà Cam Quýt vẫn ép lời rất chuẩn, rất tốt rồi. Bài đồ nếu mà bài này bình thường mà top gà thì chắc chắn phải kích sang 9 và kích 2 rồi. Đồ ăn rất xa nhà của mình.
cục lắm á. Và cái việc mà tìm được đồ ăn này cũng khó luôn. Bên kia, Chip Boy bắt đầu nhảy đời. Có vẻ như Chip Boy một bài đã nhảy đời 2 rồi. Vâng, Cam quyết định đánh thẳng cùng A. Và ngoài thì chúng ta vẫn có những con nông dân. Những con nông dân đang ngoài. Chip Boy bên kia đánh chém rồi, một giò có thể nói công giáp đầy đủ dành cho Chip Boy. Cam Quýt đang muốn thu những con nông dân này về với nhà chính của mình. Rất mong là cái bài con nông dân này bút mong là sẽ ăn được con giò này của Chip Boy, nhưng mà con giò bên kia đang là cũng giáp đầy đủ. Cái lượng thực của con nông dân này tắc này, cái lượng thực của game thủ Cam Quýt đang dồn lên là rất nhiều. Sau đây sẽ đưa những con nông dân của mình về với nhà chính của mình thôi, thu lại. Mong là game thủ Chip Boy sẽ không dò ra cái bãi quả kia của Cam Quýt. Cần ăn được cái bãi quả kia thôi. Rồi, nhà đã kín bên trên nữa, vài chiếc e nữa sẽ kín dành cho game thủ Cam Quýt rồi. Check lại xem cái dốc rách kia nó có hở không. Rồi, đã kín. Ăn nốt được con tê này là tươi. Cái này thì chúng ta đang lên trên con đường lên cái bánh xe cho mình. Nâng luôn cái cung A2 áo. Sau đây thì Quýt xe ở đây tầm 2 lớp E vào. Chắc chắn họ sẽ khai thác vào những cái điểm yếu là những cái hàng E. Không biết là bên kia họ có công cái gì lên đây không đây. Chờ đợi nào. Chúng ta đang trên con đường lên cung A2 áo rồi. Một bài mà có thể nói là lên muộn, nhưng mà lực của Quýt có thể nói là lên được cung A2 áo rất khỏe rồi. Thì lên luôn thẳng được cung A2 áo mà đang ở bên ngoài kia. Một cái thế hả trời. Bịp thật. Không hiểu tại sao Cam Quýt lại có thể dò ra cái bài hoang này của Cam Quýt được. Chip Boy này. Không hiểu tại sao. Còn bài của chúng ta đã thấy những con nông dân chúng ta thu về nhà rồi. Nếu mà bình thường thì chắc chắn anh em sẽ nghĩ là Cam Quýt đã thu những con nông dân bên ngoài vào nhà chính của mình. Mà Chip Boy vẫn đi ngoài ra ngoài và tìm những con nông dân bên ngoài của chúng ta. Bắn vào rất ảo diệu luôn. Tham lai của Quýt vừa rồi bị mất vài con nông dân. Tham lai còn 29. Sau đây chúng ta đã lên được 2 áo và sẽ nở ra. Bên kia Chip Boy chắc chắn biết là cũng sẽ ở nhà và ra những con nông dân. Nhà của chúng ta là kín. Bằng bên kia Chip Boy đã sắp cho mình được 32 nông dân. Đang ra những con nông dân để cho Chip Boy. Vẫn đang ra đây để đang quần thảo cái bãi quả bên ngoài của chúng ta. Cũng là như vậy, họ đang công vào cái dãy hàng nghe này. Bên kia không thấy quần của Chip Boy đâu cả. Có vài con lạc đà và một con thời điểm đầu thấy con cung lờ và vài con lạc đà này thôi. Có vẻ như Chip Boy đang ở nhà và sắp tụ đây. 35 dân dành cho Chip Boy.
35 nông dân. Sau đây thì Quýt sẽ tăng những nhà cho mình. Nguy hiểm. Chắc chắn đang dình ở bên ngoài bên kia thì họ đang chọc con chém kẹp những con cua rồi. Thì Boy không có cho mình nhiều cung lờ đâu. Có khoảng tầm 6 con cung lờ dành cho chiếc Boy. Còn cung bà của ta là đang đứng ở dưới dốc. Cái này họ đang có những con chém để đảo cho những con cung lờ bắn chùa. Rồi, vậy được tôi nghe này. Họ đang dội những con cung lờ đều dành cho cái con chú bòi.